Suzy đang nghỉ ngơi và để ăn khoai tây chiên. Chào Suzy. Có khoai tây chiên à? Úi giời, không phải giấu. Nhìn từ đây này, ta-da! Một đống bít tết khổng lồ. Thank you.
xin trải cô giải lại thật là ngon. Để ăn được xiên chả siêu dài này thì là khó khăn phải không các bạn?